Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141 của truyền hình Hà Nội. Mở đầu bản tin như thường lệ là những tin tức về an ninh trật tự xã hội đáng chú ý trong phần nhật ký 141. Hơn 5.000 bánh trung thu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị đội quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện và thu giữ sau quá trình kiểm tra bất ngờ một cửa hàng kinh doanh tại xã La Phù, huyện Hoài Đức. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn nguồn gốc số hàng hóa theo quy định đối với 5.100 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, nhãn chữ bằng tiếng nước ngoài. Đấu tranh ban đầu, chủ hàng khai nhận mua trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời thời điểm Tết Trung thu cận kề. Hiện đoàn kiểm tra đã tiến hành thu giữ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định. Gần 1.200 chai nước rửa toilet nhãn hiệu của Thái Lan và nhiều sản phẩm bim bim, bánh kẹo có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vừa bị đội quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, công an huyện Hoài Đức kiểm tra, phát hiện tại hộ kinh doanh Hữu Việt Anh ở thôn Chùa Tổng, xã La Phủ. Cụ thể, quá trình kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện 1.168 chai nước tẩy toilet OK trên nhãn thể hiện xuất xứ Thái Lan, nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nam Sơn. Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn giấy tờ liên quan đến sản phẩm. Theo xác minh ban đầu, số hàng hóa này có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang hoạt động đóng gói với thành phẩm là 4.000 gói bim bim có thương hiệu Ống Ma Thuật, Ba Anh Em Food. Đây cũng là nhãn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu hàng hóa đã được bảo hộ tại Việt Nam. Khu vực đóng gói còn có 1,5 tạ bim bim nguyên liệu không nhãn mác cùng nhiều túi đựng vỏ thùng. Không chỉ đóng gói bim bim, cơ sở này còn đang bày bán 37 thùng kẹo Lollipop có nhãn bằng tiếng nước ngoài. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa để xác minh làm rõ. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội thông tin, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được huy động dập tắt đám cháy xưởng sản xuất ngay gần cây xăng thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai. Hiện đơn vị đã bàn giao cho Công an huyện Quốc Oai bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân ban đầu. Cụ thể, vào khoảng 21 giờ đêm ngày 6 tháng 7, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xưởng tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai. Khu vực xảy ra cháy là nhà xưởng của công ty cổ phần Lộc Thành, diện tích khoảng 250m², kết cấu khung thép mái tôn. Nhận định tình hình có thể diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy như gỗ và ván ép, sinh ra nhiều khói khí độc, vận tốc cháy lan nhanh. Ngay trong đêm và rạng sáng ngày 7 tháng 7, đám cháy đã được khống chế. Tổ công tác tiếp tục triển khai làm mát, dập tàn, qua đó bảo vệ được 170m² diện tích nhà xưởng xảy ra cháy, đồng thời không để ngọn lửa cháy lan sang nhà dân lân cận và khu vực cây xăng gần đó. Thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy ra cháy khoảng 80m², không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, dịch vụ công trực tuyến đã và đang tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong cải cách hành chính. Các thủ tục đã được giải quyết đơn giản và hiệu quả hơn. Để người dân dễ dàng tiếp cận hơn với cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia, nhiều cách làm sáng tạo đã được thực hiện. Mô hình đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà tại ngay tại Hà Nội lần đầu tiên được triển khai đã mang lại những hiệu quả bước đầu. Bắt đầu từ 5 giờ chiều, các thành viên của tổ cơ động bao gồm tổ trưởng tổ dân phố, cảnh sát khu vực và hai cán bộ ủy ban nhân dân phường sẽ tiếp nhận những thông tin ngoài giờ hành chính từ người dân. Hôm nay, tổ cơ động đã trực tiếp đến nhà bà Luận để hỗ trợ việc làm giấy khai sinh cho cháu nội của bà. Chỉ trong vài phút, tổ cơ động đã giúp bà Luận hoàn thành các thủ tục. Được Covid, cháu về quê cho nên là bố mẹ cháu cũng bận đi làm cho nên là cũng không chưa kịp làm thì các bác, các cô, chú lên đây làm thuận tiện quá. Để nhận được hỗ trợ của tổ cơ động của phường, công dân có thể gọi điện thoại đến số hotline để được tư vấn. Sau khi tiếp nhận thông tin, tổ cơ động sẽ đến tận nhà người dân để hướng dẫn. Được ủy ban phường là giúp đỡ cho thì là bây giờ là ở nhà làm trực tuyến luôn rồi. Bây giờ không phải mất thời gian để đi ra phường nữa. Thế tạo mọi điều kiện cho mọi người được ở nhà để làm. Thế nên cái dịch vụ này là rất tốt đối với cho mọi người. Ngoài giờ hành chính chúng tôi sắp xếp thời gian xuống người dân để hỗ trợ hướng dẫn, giúp cho người dân giảm tải việc đi lại và có thể thực hiện được những thao tác ngay tại nhà. Giúp người dân sau đó có thể khi có những dịch vụ công khác thì người dân có thể tự thao tác ở nhà mà không phải đến cơ quan ủy ban phường để thực hiện. Dù mới được đưa vào triển khai, nhưng kết quả hoạt động của mô hình đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà đã cho thấy nhiều tín hiệu khả quan. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công qua hình thức trực tuyến đã tăng đáng kể từ 4 đến 5 bộ hồ sơ một ngày lên gấp 2 đến 3 lần. Tuy nhiên, để người dân hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng không phải là điều dễ dàng. Chia ca chia kíp
một bộ phận thì tiếp dân theo thủ tục, theo dịch vụ công, thủ tục hành chính. Một bộ phận nếu không tiếp dân thì chúng tôi xuống đây để theo tổ cơ động để hướng dẫn những cái trường hợp khó khăn vướng mắc, những trường hợp nào mà gia đình khó khăn, rồi những trường hợp không tiếp cận được thông tin đại chúng hoặc về công nghệ không được xuyên suốt thì tôi sẽ xuống để hướng dẫn đến tận nơi. Có những người dân bảo là không nghĩ là cái việc kê khai nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến đơn giản đến như vậy. Trước kia họ cứ nghĩ là vào nó rất là khó khăn. Đấy, nhưng khi mà có cán bộ hướng dẫn trực tiếp tại nhà thì họ thấy rất là đơn giản. Và dần dần thì họ nhận thức được là từ lần sau là chúng tôi sẽ nộp hồ sơ bằng cái hình thức trực tuyến như thế này. Việc hướng dẫn thực hiện thao tác trực tiếp trên máy tính đã giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện nhất, đồng thời thông qua tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, giúp nâng cao nhận thức cho người dân để phòng tránh các hoạt động lừa đảo qua mạng. Bản tin 141 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.